Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì Nhất sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách thiết kế hình ảnh sản phẩm làm thế nào để cho nó đẹp mắt, có thể thu hút được khách hàng của chúng ta một cách dễ dàng. Thì đây là một cái bức hình mà Nhất đã thiết kế. Đó, làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế ra cái hình ảnh như thế này? Thì xin mời bạn theo dõi cái video này. Thì đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị một số thứ đã, đúng không ạ? Ở đây Nhất có note sẵn ở đây. Đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái bộ khung sản phẩm. Thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link này, đúng không ạ? Thì cái đường link này Nhất sẽ để ở cái phần mô tả của video này. Các bạn có thể click vào để có thể tải cái bộ khung này về, đúng không ạ? Ok, Nhất sẽ copy nó vào trình duyệt nhá. Đấy. Đây, đây là cái bộ khung, đúng không ạ? Rồi, cái này thì Nhất đã tải về máy rồi nên thành ra Nhất sẽ không tải nữa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phải chuẩn bị ảnh sản phẩm, đúng không ạ? Ảnh sản phẩm, ảnh nền và phần mềm. Ảnh sản phẩm thì Nhất cũng tải về đây rồi. Ảnh sản phẩm đây, đúng không ạ? Ảnh sản phẩm. Rồi ảnh nền thì các bạn có thể truy cập vào Google, đúng không ạ? Các bạn gõ ảnh nền đẹp, rồi các bạn tiến hành lựa chọn cái tab hình ảnh, đúng không ạ? Các bạn kéo xuống này. Ở đây thì chúng ta có thể click vào cái phần tool này. Tiếng Việt là công cụ, đúng không ạ? Size kích thước. Rồi chúng ta chọn kích thước lớn. Đó. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm những cái background đẹp. Và chúng ta sưu tập, đúng không ạ? Sưu tập thành một cái file nhiều lên để chúng ta có thể sử dụng. Rồi, chúng ta tải những cái file mà nó không có bản quyền đấy, đúng không ạ? Rồi, chúng ta cũng có thể kéo lên đây này, kéo vào cái ô này. Đấy, chúng ta xem những cái kích thước lớn hơn, đúng không ạ? Đấy, kích thước lớn hơn. Đây thì kích thước nó khá là nhỏ, đúng không ạ? Để Nhất thử sort background xem. Đó. Đây chúng ta có thể tải về, đúng không ạ? Tải về. Các bạn thấy cái nào đẹp thì các bạn tải về thôi, đúng không ạ? Rồi, Nhất sẽ tiến hành tải thêm một cái nữa. Tải thêm cái này đi, đúng không ạ? Rồi. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ bật cái phần mềm PowerPoint lên, đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị phần mềm PowerPoint. Rồi bây giờ Nhất với các bạn sẽ cùng nhau thiết kế nhé. Đây, PowerPoint, đúng không ạ?
Nhất tin chắc rằng ở trong máy tính của bạn thì sẽ có cái phần mềm này. Rồi, tiếp đến thì các bạn click vào cái tab Design, đúng không ạ? Design này. Rồi các bạn click vào Slide Style này, Custom này, đúng không ạ? Rồi các bạn click vào cái phần Custom này nhé. Đây, Custom này. Các bạn để cho nhất là khoảng 12 đi, đúng không ạ? 12 inch. Rồi nhấn OK nhé. Rồi chọn cái phần Maximize này. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể xóa bớt cái này đi, xóa cái này đi. Tạm thời chưa cần dùng tới, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ cần phải tách nền, đúng không ạ? Đây các bạn có thể thấy này, cái nền này là nền trong thì nó có thể tách nền. Rồi thì các bạn truy cập vào cho nhất cái website là remove nhé, remove.bg. Rồi chúng ta click vào upload image này, đúng không ạ? Rồi nhất sẽ tải, đây nhất sẽ tải cái này lên, đúng không ạ? Đó, ngay lập tức thì này, nó sẽ tách nền cho chúng ta chỉ việc tải về thôi. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ quay trở lại PowerPoint nhé. Bây giờ chúng ta sẽ insert một cái background vào, rồi chúng ta cùng nhau phân tích một chút này. Thì đối với cái nền của chúng ta thì nó cần phải tương phản với sản phẩm thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ nổi bật hơn, đúng không ạ? Thì cái này màu xanh thì nhất sẽ sử dụng cái màu đỏ này đi, đúng không ạ, để cho nó nổi bật hơn. Rồi insert nó vào, rồi chúng ta kéo cho nó full ra, đúng không ạ? Rồi ví dụ những cái hình ảnh mà nó không có vuông như này thì sao? Thì các bạn ví dụ nhá, cái hình ảnh như thế này đi, khi mà các bạn kéo ra thì nó sẽ đó, được thấy không ạ? Nó bị lẹn ra này thì rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Chúng ta để cho nó chính giữa nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ crop nó đi. Đó, crop nó bên đây cũng tương tự, đúng không ạ? Rồi crop nó đi, click chuột ra ngoài thì nó sẽ cắt cho chúng ta này. Ở dưới này chúng ta chưa crop thì ở đây các bạn cũng có thể crop luôn đi. Đấy, được chưa? Rất là đơn giản, đúng không nào? Rồi, tuy nhiên nhất thích sử dụng cái background màu đỏ hơn thì nhất sẽ sử dụng cái background này. Ok. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ insert cái khung đấy, khung mà chúng ta tải về đấy, đúng không ạ? Sử dụng cái màu trắng này, màu trắng vẫn chưa ổn lắm đâu ạ, thì chúng ta chọn cái khung khác, màu vàng đi. Rồi, ok, chúng ta cũng kéo ra cho nó full ra, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì chúng ta tiến hành insert cái hình ảnh tách nền đấy, chúng ta insert vào, đấy, phóng to nó ra. Ok chưa? Đấy, đúng ạ. Đấy, chúng ta xếp làm sao cái đường line này nó trùng với cái đường line này, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta muốn để như thế này thì chúng ta tiếp tục insert thêm cái khung này vào, đúng không ạ? Thì với cách này thì các bạn không cần phải sử dụng Photoshop, chúng ta vẫn có thể thiết kế được hình ảnh rất là chuyên nghiệp, chỉ cần sử dụng những cái có sẵn thôi. PowerPoint là cái công cụ văn phòng có sẵn ở trong máy chúng ta rồi, chúng ta sử dụng thôi, không cần phải cài Photoshop gì cả, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ crop nó đi, đúng không ạ? Crop đấy, kéo xuống dưới này, crop nó đi đấy, đúng không ạ? Đấy là chúng ta che được cái phần dưới này rồi. Rồi bây giờ chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái phần chữ, đúng không ạ? Gucci. Rồi thì chúng ta sẽ click vào cái phần layout này, đúng không ạ? Chúng ta chọn title only này. Đấy. Rồi chúng ta gõ chữ vào thôi. Kéo. Gucci 299k, ví dụ thế, đúng không ạ? Đổi phông chữ thôi, đúng không ạ? Đổi phông chữ. Có rất là nhiều phông chữ ở đây. Đây.
chỉnh ra giữa, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ kéo nó xuống cái phần này. Rồi bôi đen này, thu chữ nhỏ lại một chút, đúng không ạ? Đấy, áo Gucci 299k. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lưu lại thôi, đúng không ạ? Click vào cái biểu tượng lưu này, desktop, lưu ra desktop đi, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể chọn những cái định dạng như là PNG hoặc là JPEG này, đúng không ạ? Các bạn lưu lại. Đấy, chỉ lưu một thôi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta ra desktop nhé. Ra desktop này. Ok, chất lượng cũng khá là ok, đúng không nào? Đấy, là như vậy là chúng ta đã tạo nên một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, rất là thu hút, và khách hàng khi mà thấy như này thì khách hàng sẽ mua ngay, hỏi ngay chứ còn gì nữa, đúng không nào? Ok, như vậy là Nhất đã chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách thiết kế hình ảnh sản phẩm một cách chuyên nghiệp và đẹp, bắt mắt để thu hút khách hàng của chúng ta. Và các bạn nhớ làm theo những cái bước mà Nhất hướng dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.